chúng ta hãy đến với thí sinh đầu tiên. Chào anh Giang. À, chào anh Quy và chào quý vị khán giả ạ. Em tên là gì? Em tên là Minh Luân, năm nay em 20 tuổi. Minh Luân hả? Dạ. 20 tuổi. Trời ơi, thế lực nào mang em tới đây? À, quả địa cầu có bốn đại dương. Ai? Đang làm gì con? Dạ. Đang làm gì? Dạ đang làm người mẫu ảnh nè. Cái miệng gọn ha. Ừ. Chím chím cười được đó. Trời ơi, mặt như bé Xuân Mai vậy đó. Trời ơi, mắc cỡ kìa thế dạ. Thế hả? Anh run á. Run hả? Hồi nãy giờ giống ai ta, cái khuôn mặt giống ai này, hình như giống một kiên quỳ. Không. Đâu. Bước xuống. Hai em bước xuống đây. Không phải, để em bước nhìn xuống. Cho xuống. Y chang. Cười cái coi nè, hai đứa cười cái coi nè, cười. Ủa sao cao quá vậy? Giống. Cao quá, em cao biết bao nhiêu hả? Dạ 1m88. 88 hả? Có không? Gì dữ vậy? Dạ 1m88. Quyên cao mấy? Dạ 1m... thôi. Không, hỏi thiệt, hỏi thiệt. 1m75. 75, 88 sao đâu có tôi tới nổi. Em cao cả 1m8 là cùng. Không, hơn. Hơn 1m8. Chắc 83 với 88 vậy. Quy. Con bé nó rung. Đứng cho nó hung cái, nó lấy lên tinh thần. Em hôn anh Quy cái chịu không? Thời gian mình chuẩn bị bắt đầu nha bạn ơi. Cố lên. Cho em hát một bài được không hả? Ta đi. Em gung quá, em cao một bài được không? Cả 2, 3, vô. Gung 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 qua. Gung 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 qua. Hey, hết rung. Trời ơi. Em à. Em. Trời ơi. Ở đâu mà ai phái bà xuống đây vậy trời? Thi đi. Cho em lấy lọc cụ nha. Lấy đi. Trời ơi. Nết na vậy thôi muốn gì nữa. Mà thả cái thao ra kìa. Trời ơi. Trời ơi thiệt. Trời ơi. Gung gung quá. Sẵn sàng chưa? Thời gian 60 giây bắt đầu. Hôm nay về nhà chồng á, nhưng mấy giặt đồ. Giặt đồ sao hả? Nhưng mấy giờ về chồng giặt đồ. Mẹ dặn á, hôm nay về nhà chồng là con gái phải đắm đen, là con gái phải biết giặt đồ. Ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Mẹ còn dặn á là con gái phải sinh, ai không sinh thì cái mặt như cái bánh ninh, là con gái phải điệu, ai không điệu xấu gán dịu. Ý có nước rồi. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng của ta đây bao giờ là rồi. Em ví dụ có nước rồi là muốn nghĩ sao nghĩ ha? Vì sao có nước là mình tự nghĩ ha? Không biết. Nước đâu ra? Ý hỏi nước đâu ra? Niềm tin mãnh liệt luôn. Để dòng tiếp theo. À rồi. Biết nãy nhảy ai không? Làm Khánh Chi đó. Nhưng mà nói không giống. Cái giọng nói không có giống. Dạ hôm nay em bị cảm. Bị cảm nói mới ra giọng bả đó. Cái giọng bả nói cả đời đi, giọng mũi không à. Lên cái phi điệu. Giọng kêu ai cũng điệu. Hứa gắn chịu. Để cái môi phải vậy nè. Cái giọng phải càng tí nữa. Thì giọng hai đi bà nội. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? Dạ anh thi tiếp ạ. Có tiền rồi. 2 triệu rồi. Có nước rồi. Có chừng mất 2 triệu. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Nhảy vô. Là con gái mẹ dặn là con gái ngủ phải ngay, chồng nó mới phê. Là con gái phải thiếu nợ, chồng nó mới sợ. Ý là có nước rồi. Nước đầu ta thao thần kỳ thì niềm tin.
Bởi nhân gian người ta có câu điệu chảy nước. Nãy giờ chảy nước qua trời mà vẫn chưa giặt xong thao đồ là cũng là lớn hơn nè. Mười triệu. Giải thích thông minh. Đúng được rồi. Giải thích thông minh được. Chéo. Cái này cũng lạ lắm mà nghe. Em ơi. Dạ. Ở nhà hiện giờ đang làm gì? Dạ hiện tại đi là chụp hình quảng cáo sản phẩm livestream. Rồi có bán được không? Dạ ế đi. Trời ơi, ở đâu mà cưng quá trời. Bây giờ làm sao để mua em về nuôi nha. Tới giờ thả ra nói chuyện thôi vui rồi đó. Trời ơi, dễ thương quá đi. Bộ đồ này ai mua cho, ai sắm cho bộ đồ vậy? Dạ, dạ mẹ sắm. Có người yêu chưa? Dạ, em đang làm gì có người yêu. Em đang còn sợ ế đây này. Ế đây này. Bé ơi, bạn bè anh đông lắm. À, hiện nay đó thì em rất là có duyên ha. Nhưng mà quan trọng là nãy giờ mình làm hai cái này nó một e rồi. Anh không biết là cái tuần thứ ba em có làm cái này nữa hay không. Thứ ba là em có làm khác. Nhưng mà dòng thứ cái tiết mục chưa có chuẩn bị âm thanh kỹ á. Nên dừng lại đúng không? Chắc em dừng lại. Rồi dừng lại. Dù lắm nhưng mà em chuẩn thời chuẩn bị âm thanh không có được. Nếu mà dừng lại rồi mình diễn tặng đi. Dạ dạ dạ. Đây là thân tặng ha. Dạ 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 em đi dẹp này cái nha. Ừ. Trời ơi cưng lắm luôn thiệt á. Ở đây bà sợ đôi dép đau á. Em là con gái chắc đẹp lắm á. Có bao giờ nghĩ mình là con gái chưa? Ê bậy. Tao qua năm tính lấy vợ phải không? Dạ. Qua năm mình tính lấy vợ phải không? Dạ, không quỷ biết. Ma trà trộn hả? Sao? Dạ, tự nhiên em khát nước quá à. Hết dòng này phải lấy hơi cao là cao luôn. Có nước rồi kìa. Kè uống nước đi. Trời ơi. Cưng quá à. Trời ơi. Bà này hồi xưa cái cốt bà là gái cung đình nè. Tức là múa cho vua coi đó. Hiện tại là vẫn còn độc thân phải không? Dạ. Thành cũng sẽ có một vài cái mối giới thiệu. Có nha. Anh bạn anh Đức quẩn lắm. Ưng không? Em cũng rất là thích anh Đức rồi. Thích lắm hả? Dạ. Thích sao vậy? Thích cái chỗ nào nói anh nghe coi rồi anh gả cho nè. Thích kiểu mà... Em thích cái dạng rộ rộ vậy đó phải không? cái gu của em là rộ rộ hả? Dạ. Hay sao? Đến cái mặt hơi trắng trắng một xíu á. Thích mặt trắng trắng hả? Trắng trắng là bắp. Đức là cái trắng, Đức là bún kem trộn với trắng. Bắp chịu không? Bắp chịu không? Bắp đăng thôi, mình diễn tặng nha. Mình bắp diễn... Im đi. Đang gã. Bắp đang quẩn. Nhưng mà em không thích, em chỉ thích anh Đức thôi. Thấy không? Chết rồi, Đức giờ có giá quá rồi, giờ làm sao? Thời tới cảm nổi. Nhưng mà tại sao mà giữa một cái người với bắp đẹp trai như vậy mà em từ chối mà em chọn anh Đức, cho anh biết cái lý do cái tại sao kỳ vậy? Tại cái ru của em cũng gỗ gỗ á. Nếu mà em chuẩn bị đầy đủ á là em sẽ chơi tới cùng để em có tiền để mở cái spa để mỗi ngày được nặng mụn cho anh Đức à. Hay quá. Em nói, nếu thật sự em yêu thích gương mặt rỗ và muốn nặng mụn thì anh giới thiệu anh Nhật Cường cho anh Cường. Đây, đầy đặn hơn. Mặn mà hơn. Mặn hơn. Hiểu không? Thôi em chỉ chịu anh Đức mà thôi. Anh Đức trời ơi. Chắc phải điện Đức quá, anh Đức cho nó mừng lắm em. Bác em cho số điện thoại Đức điện ha. Khoái chồng nào khoái. Thi mày nãy. Vậy là gì diễn tặng thôi nha. Rồi. Diễn tặng. Okay. Tặng đó. Rồi, được cho luôn tiền đó. Bấm giờ cho cảm giác thiệt nè. 60 giây bắt đầu. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ kể cho mọi người một cái chuyện hết sức là buồn. Buồn ơi là buồn. Buồn ơi là buồn. Em đi trong một khu vườn nọ, em đi tung tăng. À, như cái cành cây. Em thảo cái cành cây ra. Em đi tiếp, em đi tung tăng.
anh đâu đã viết bài đó. Đôi dép của ai mà đẹp quá vậy? Hả? Đôi dép này là của ai? Của ai? Của ai? Cái này mà em mới lòng tiếng vô, hôm nay em muốn thương nhận biện anh làm tiếng gì? Ví dụ, làm tiếng của gì? Của anh Đức. Của anh Đức xong rồi em mới nói là không có tin, không có tin, không có tin. Giờ nữa? Mới lòng tiếng nhạc của anh Đức vô. Single của anh Đức. Tin 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 tin. Hay vậy mà không diễn. Tại không có làm effect được. Tại sao có đi thi lấy tiền triệu mà không làm được một bài nhạc? Dạ không có thời gian để cắt, không biết, trong không biết cắt thời ghép nó làm cái gì mà không có. Không biết cắt ghép hả? Ra ngoài tiệm. Trời ơi, một tài năng. Một trời ơi, bà xã tương lai của thằng Đức mà. Tại sao lại bỏ lỡ cái cơ hội này? Đâu phải ai cũng có em. Không một cái người nào bận được cái bộ đồ em đang bận. Mày đủ can đảm rồi. Thiệt. Mà bây giờ có một bài nhạc mà bỏ 20 triệu, bỏ ra có 200 ngàn làm nhạc không bỏ. Rớt nước mắt. Đức nó nghe vậy nó buồn lắm á. Như vậy chắc hai nó không đến được với nhau. Chắc không được đâu. Cái này số phận hẩm hiu. Tại anh Đức mà rớt vòng 3. Thôi. Xin mời giải thưởng 10 triệu ạ. Còn nói gì nữa. Giờ sao? Giờ mà trời không thắng vòng này rồi có còn thương anh Đức không? Để giữ thương mà. Vẫn thương phải không? Gán nha, hai đứa gán đám cưới đi cho một cây. Nha, chúc mừng em. Dạ, chúc mừng. Cảm ơn bạn.